Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cho biết, sau hơn 20 ngày tiến hành phạt nguội qua hình ảnh từ camera giám sát, 1/5 số người vi phạm đều tự giác đến nộp tiền phạt sau khi nhận được phiếu phạt kèm hình ảnh chụp vi phạm. Theo thống kê, trong 20 ngày đầu xử phạt bằng hình ảnh, lực lượng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội đã phát hiện và lập biên bản xử phạt tại chỗ 242 trường hợp vi phạm, trong đó hơn một nửa là không chấp hành đèn tín hiệu giao thông. Trong số các trường hợp vi phạm bị xử phạt, có một xe biển đỏ, một xe biển xanh và 4 xe buýt. Bên cạnh đó, Cảnh sát Giao thông đã gửi giấy báo phạt nguội đến 467 trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có 88 trường hợp đến giải quyết, chiếm chưa đến 1/5. Hiện nay, Hà Nội đã hoàn thành lắp đặt 450 camera, trong đó 300 camera để theo dõi lưu lượng phương tiện, 100 camera xử phạt vi phạm qua hình ảnh và 50 chiếc giám sát giao thông.